có biết những gì mà mình thấy cha mẹ mình làm khi mà mình còn nhỏ đều in sâu trong ký ức của mỗi người chúng ta và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời và những hành vi của mình trong tương lai hay không? Một nghiên cứu cho thấy con trai của những người làm cha ở độ tuổi vị thành niên thì sẽ có xu hướng lại làm cha sớm cao gấp 1,8 lần những người thanh niên ở độ tuổi cùng trang lứa, hoặc những đứa trẻ hồi nhỏ bị cha mẹ đánh thì sẽ có xu hướng bạo lực để xử lý mọi việc cao gấp 3 lần những đứa trẻ khác. Những con số thống kê này đưa tới kết luận là môi trường tuổi thơ tác động rất lớn đến tính cách và tương lai của một đứa trẻ, và các con có xu hướng sẽ bắt chước theo những người mà các con gần gũi mỗi ngày. Chắc vì vậy mà người ta thường hay có câu like father, like son, cha nào, con nấy. Tương tự, những lời chê bai của cha mẹ mình, có thể cha mẹ chỉ nói ra với mục đích là khích lệ mình, nhưng nếu không nói đúng cách thì nó có thể khiến mình trở nên rất là tự ti vào bản thân. Hay cách mà ba mẹ hay áp đặt ép buộc mình phải làm theo điều này điều kia theo ý của ba mẹ, như là comment của bạn Nắng, có thể là mục tiêu của họ tốt nhưng lại khiến mình có những vết xước tuổi thơ mà đến khi lớn mình vẫn còn rất là buồn về cái chuyện đó. Kim chỉ có một tip duy nhất để các bạn có thể thoát khỏi những trách móc và thất vọng về quá khứ bằng cách là mình hãy nghĩ về mặt tích cực của câu nói đó và rút ra được bài học từ nó. Trải nghiệm tuổi thơ của mình với những điều không vui có thể là nền tảng để sau này mình dạy con mình với góc nhìn open hơn, tâm lý hơn với con. Và nếu các bạn có những kinh nghiệm hay một cái lời khuyên nào về vấn đề này thì hãy comment ở bên dưới cho Kim biết nha.